cát trắng, điện chân, không khí tươi mát của hôm nay. Lời tôi xin gửi đến rất chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ những cái giờ phút quý hóa mà tề tử về dưới mái hôn trường của khu du lịch Cam Bình hôm nay để tham dự một đám cưới thành hôn của con trai chúng tôi và con dâu của tôi. Ngày này là một ngày đạt đến thành đạt, một hạnh phúc vinh quyệt của hai con chúng tôi. Tôi không biết lấy gì để đáp lại tấm thiền tình, tấm lòng vàng của quý vị. Tôi chỉ xin lời chào chúc gửi đến quý vị. Mọi vấn đề trong năm canh tí này của tất cả quý vị đều như ý của năm canh tí. Và chúc quý vị thường lộ bình an. Tôi xin hết lời. Và tôi xin giới thiệu thì câu ca dao tôi thường nói rằng có cha có mẹ thì hơn, nhưng cha mẹ hoàn hảo, nhưng mà có câu nói rằng có cha thì gót đỏ như son. Thì bây giờ tôi xin giới thiệu một đứa con rể của tôi ở thành phố Đà Nẵng về đây để lo là cùng phụ vật lo được gửi cho con của tôi. Xin mời con ơi, mình ơi, con lại tiến lên sân khấu để kể lại bạn tình cha. Đây là đứa con rể của tôi, con rể đầu ở tại thành phố Đà Nẵng. Con kể lại bài tình cha. Thương cho tất cả rằng có cha thì có đó như thôi. Nếu con không khôn này không bỏ cha chắc kìa được như vậy. Con kể lại dùm cho ba. Con xin cảm ơn những lời ý kiến của ba rất là nhiều. Và cũng để cho lần đầu tiên cũng cho phép ba mình xin gửi đến toàn thể quý vị hôn trường một lời chúc sức khỏe, một lời chào nồng nhiệt nhất. Và để cho sân khấu mình nồng nhiệt hơn, mình xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn một ca khúc Tìm Em Qua Câu Sang Ca. Xin quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin được cảm ơn rất nhiều giọng ca rất là đặc biệt của nhạc ca sĩ Bình Bình.